Xin chào mọi người nha. Hôm nay Tuấn đây. Tuấn với lại con gái mình nay đi bắt ốc. Đây này nước cái đầm này nó cạn rồi nè. Giờ lâu lâu ghét con gái đi bắt ốc bắt cua cho nó biết cái cảnh hồi xưa ba mẹ nó như bắt ốc bắt cua như thế nào nha. Ok. Đó, nguyên cái đám cua ở trước đó thấy không? Quá trời luôn kìa. Đó, 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 đó. Thấy không? Thấy nhìn từ xa thấy không? Này ốc vôi trời vôi không à, đừng dặm nước hào á, cắt chân á nè, con cua nè, con biển này. Ốc chết rồi. Cái đầm này mới vừa nước mới vừa cạn à, cạn ít à. Tí nữa chắc có 5 giờ, 5 rưỡi, có 5 rưỡi á. Nước nó cạn nhiều quá người à. Đi, lên cu. Đó nó sình không mà. Nè con cua nè. Tí nữa bắt từ từ từ. Cua quá trời. Kệ, đi bắt ốc mà phải chịu dính sình. Mấy con cái gì? Nó chạy mất tiêu. Cái mà gửi chân cho con á. Đi trước đi. Này đi trước có mấy con cua kìa. Có nó theo không? Theo không? Theo không? Cua nhỏ nhỏ nó chạy nè. Có ướt đâu mà sang thả nó xuống đi. Nước đâu mà ướt. Nè, con nhỏ chạy nè. Nước giờ chưa cạn như lắm đâu. Cạn ra xa chừng nào nó có cát nhiều chừng nấy. Giờ hiện nay ở trong này nó hơi bị bùng. Nè, có mấy con gì. Con còng gì quá trời đây. Trước xa xa đó là cánh đồng mà bị gió. Đó.
xin đừng ra nữa. Vô trong đi. Lần đầu tiên nó được đi ra bắt ốc nên nó gặp con cua con gì nó cũng bắt hết. Móc qua đảo. Mấy con hào đây. Con hào nhỏ nhỏ đang đậu trên. Mình ra đây mình tìm ốc này mình bắt nè, nhưng mà hiện nay ở gần bờ ốc này không còn, cho nước cạn nữa mới có. Rồi chỉ có để trong khu vực này vỏ không có, nhưng mà ốc nhỏ xí xí tí gì nè. Rất tài ấy. Rất con hào á. Hồi khỏi bắt con. Để con cua bắt xin được. Nè con giác ốc nè. Nó nhỏ nè. Trời sớm giờ bắt gì cho đi. Từ từ để nó vô đi, để quay ra. Từ từ nha. Chuyên mục đèn cái gì, con gọi là con nha hay là con gì. Nó chưa đi tới con nó chạy xuống hang đó là còn á. Cái bay đâu, lấy cái bay đào, lấy cây sắt, lấy đồ đào. Ôi trời. Đây là có con chạy nè, con này nè, trước mặt này. Thấy không? Đây. Bỏ giáp ra đi, khúc chỗ này bỏ giáp ra không được. Khúc chỗ này bỏ giáp ra đi. Đây, chết. Tối. Nước, vô. Cua nó chạy ra đống nè. Có không chị? Không. Ôi trời. Có sò nè. Cái biển dưới kia mà có cái con đây nhiều mà biển cái đây không có. Ở đường dưới kìa, đi đường dưới kìa. Đường dưới đường dưới đường thủy đúng không? Không. Đi chỗ cái
cái đuốc chạy ra. Dạ dạ. Có cái con đây nhiều mà ở trên đây đi thử trên đây mà không có. Con nước này có con à. Thấy không? Thấy nó vui vui dưới bên trái đây 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 đây. Con dưới nữa, có con ở dưới nữa. Lấy cái bay này, lấy cái cây đào nó. Kéo cái đào, cái thẩu văng giờ. Dép hả? Chân ơi. Chân ơi. Tay. Cho sạch đây nè. Rồi cầm đi. Đâu, cua đâu? Đặt cua đây. Đâu? Thả tay ra. Rồi đi về. Được rồi á. Đứa con ốc nằm. Đứa mấy đứa ốc này ốc gì? Không biết. Ốc gì mà hồi bữa bụng mình rậm á. Thời gian trà lăn cho cô nè. Cô không cắn luôn. Sao thêm một con cua nữa? Nè nó đi ra biển nó bắt cua về nhà nó chơi. Nó đem một con cua này. Em không em muốn con cua. Không em muốn con cua nhỏ này. Em muốn con cua nhỏ bé. Ý giống như em sợ mấy con cua kia cắn em lắm. Mấy con cua này nè. Cái bò. Đi đi dưới.